Xin chào Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách để cài đặt Bootstrap 4 vào trong một Angular web app. Trước khi vào 3 cách thức nhúng Bootstrap vào trong một Angular web app, chúng ta hãy tìm hiểu Bootstrap 4 là gì. Về định nghĩa thì Bootstrap 4 là một thư viện HTML, CSS và JavaScript, một framework phổ biến nhất trong lập trình web. Và đặc điểm nổi bật nhất của Bootstrap nói chung hay Bootstrap 4 nói riêng đó là tính responsive. Thư viện Bootstrap 4 hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể sử dụng và download. Và Bootstrap 4 là phiên bản mới nhất của Bootstrap. Tại Bootstrap 4 so với phiên bản cũ hơn là Bootstrap 3 thì có những điểm gì khác? Bootstrap 3 thì hỗ trợ trên cả IE8 và IE9, còn Bootstrap 4 có nhiều thành phần mới hơn, trang được load nhanh hơn và response tốt hơn. Vậy chúng ta hãy cùng đi vào cách thứ nhất để cài đặt Bootstrap. Đấy là import thư viện. Để bắt đầu thì tôi sẽ tạo một project mới. Tôi sẽ vào trong command line, có câu lệnh tạo mới. Rồi tôi sẽ đặt tên project mới của mình là ng BS. NG là Angular, còn BS là Bootstrap. Vậy là project của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta sẽ mở project ở trong Visual Code. Cách đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào từng mục xuống style.css. Ta sẽ import thư viện Bootstrap 4 vào đây. Bằng cú khác như sau: ta có import, sau đấy là URL của Bootstrap 4. Chúng ta không để phiên bản gì ở cuối, mặc định sẽ là phiên bản mới nhất. Và phiên bản mới nhất của Bootstrap hiện giờ là Bootstrap 4. Và để sử dụng Bootstrap 4 thì tôi sẽ vào thư mục app app.component.html. tôi sẽ hóa hết những dòng lệnh cũ, lệnh mặc định, và thêm đấy một thẻ button class html succeed. Chúng ta sẽ thử chạy xem Bootstrap của chúng ta đã nhận chưa. Chúng ta sẽ cd vào bên trong project ở command line. Sau đấy là chạy lệnh serve, chạy chương trình.
Như vậy là đã công lại không. Giờ chúng ta sẽ vào trình duyệt. Và địa chỉ http://hot nhìn 200 sẽ là project của chúng ta. Ta có thể thấy đây là một bức tường rồi, đã đổi màu, như vậy là chúng ta đã import thành công. Tôi sẽ thêm vào đây một chữ submit, chúng ta có thể thấy rõ hơn. Đây các bạn có thể thấy là bức tường của chúng ta đổi màu. Nếu như không import, tôi sẽ comment lại đây lại. Các bạn có thể thấy là bức tường của chúng ta sẽ không có màu. Như vậy chỉ cần câu lệnh là chúng ta đã import thành công. Chúng ta sẽ đến với cài đặt bootstrap thứ hai, đấy là dùng link online. Chúng ta sẽ vào Wicked Art School. Chúng ta sẽ vào đây để lấy thư viện Bootstrap online sử dụng PS4. Đây, các bạn sẽ nhấn vào link đầu tiên Bootstrap 4 Tutorial. Try it yourself. Đây sẽ là một bản demo và chúng ta sẽ copy 4 lệnh này, 5 lệnh này, cái này. Ta quay lại project của chúng ta. Ta sẽ tìm đến index.html. Đây đã có câu lệnh meta viewport này rồi. Thì chúng ta chỉ cần có 4 thẻ thôi. Thẻ này bị lạp rồi, không cần. Ta sẽ quay lại project chúng ta. Đây, vẫn còn màu ở đây. Tôi thử comment là đây lại. Các bạn thấy là khi comment lại thì sẽ mất luôn thư viện. Gần khi 4 trong thẻ này chúng ta có thể sử dụng Bootstrap rồi. Ta sẽ đến với cách thứ ba để cài đặt Bootstrap, đấy là dùng lệnh npm. Trước khi dùng lệnh npm, tôi sẽ comment cách thứ hai lại. Thì chúng ta sẽ mở một command line lên. Ta sẽ cd vào bên trong và cài đặt Bootstrap như sau: npm install Bootstrap jQuery. Như vậy là đã cài xong Bootstrap và jQuery. Tôi sẽ bỏ con men ở lại lại để quay trở lại với web app của chúng ta. Các bạn có thể thấy web app của chúng ta chưa nhận thư viện chúng ta vừa import. Ta sẽ phải vào
Đây, Angular Transition. Cái thêm một mã lệnh. Phần Architect View. Style. Sẽ thêm một có lệnh như sau. Các câu lệnh này thì tôi sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Các bạn có thể copy paste vào dùng cho nó nhanh, không cần phải gõ lại trong thời gian. Vậy là ta đã import xong. Quay lại với project của chúng ta, vẫn chưa nhận. Thì khi ta import kiểu này phải build lại, apply lại, rồi lại trả lại lệnh ng-serve. Đây là đã online xong thì chúng ta phải reset lại. Ta có thể thấy là màu của tường chúng ta đã thay đổi. Như vậy là đã hết 3 cách cài đặt Bootstrap 4. Các bạn thích sử dụng cách cài đặt nào, hãy comment bên dưới phần mô tả cho tôi. Và bạn biết cách cài đặt Bootstrap 4 nào trong Angular Web App nữa, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.